Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyền Soi Kèo Nhìn Đi Bóng Đá của mình. Và ngày hôm qua thì mình đã lên cho tất cả các anh em về hai cái trận bán kết Europa League, trận đấu giữa Frankfurt và West Ham. Ok không ạ? Trận đấu thứ hai đó chính là trận đấu giữa Rangers và Leipzig. Thì chúc mừng cho tất cả những anh em đang đồng hương đồng khói, bét thủ với Chiến. Vâng ạ, thì là hôm qua có một cái buổi cũng là chiến thắng tưng bừng rực rỡ anh em ạ. Và chúc mừng cho những anh em nào mà đang tham khảo những cái mã kèo của mình đang đăng ở trên kênh YouTube của mình này, thì tỷ lệ thắng cũng đang rất là cao luôn anh em nhé. Và mình đây là cái nhóm đồng hương bet thủ của mình, thì hôm nay có một bạn bạn góp ý rất là hay các bạn ạ. Đấy, bạn ấy bảo: "Ơ anh Chiến ơi, anh Chiến làm chiến thắng nhiều như thế, thắng lợi nhiều như thế thì anh nên làm một cái bảng tổng quát để mà cho anh em có được những cái nhận định thật tốt." Đó, thì ngày hôm qua là mình đồng ý ý kiến bạn ấy luôn. Mình đã đăng về cái kết quả của giữa Frankfurt West Ham này, Rangers và Leipzig này. Mình đã tổng kết lợi nhuận ngày hôm qua riêng hai trận đấu này thôi anh em nhá. Đấy, trận đấu là có tỷ lệ chiến thắng tới là 4 trên 6, 4 trên 6 mã ăn thông luôn anh em ạ. Đây ạ, một trong những cái chiến thắng tới bực rỡ. Và sau khi mà anh em ăn được rồi ấy, thì anh em lại bảo là: "Anh Chiến ơi, anh soi kèo như thế thì tối nay chiều lên vài con lô con số cho nó ok." Đấy, đúng không ạ? Thì rất là vui luôn. Anh em nếu như mà chưa có một cái sân chơi uy tín này, tỷ lệ ăn cao này, thì hãy kéo xuống phần mô tả của video này, hãy trực tiếp nhắn cho Chiến và Chiến sẽ giúp đỡ và sẽ giúp cho anh em có được những cái sân chơi và có được một cái nhóm bóng đầy kèo thật sự là ok anh em nhé. Đó, và ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt anh em ạ, một ngày cực kỳ đặc biệt. Thì chúng ta sẽ mở màn trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ SEA Games 31, đó chính là trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay nha anh em. Đó, thì đây là cái background của mình mà mình tự mình thiết kế ra. Đó, Chiến soi kèo bóng đá, soi kèo yêu Việt Nam SEA Games 31. Ok chưa anh em? Đó, thì hôm nay loạt trận bóng đá nam sẽ là môn thi đấu khởi tranh sớm nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Môn bóng đá với 10 đội bóng được chia làm hai bảng. Nhưng mà mình ngày hôm nay mình chỉ nhắc đến bảng A thôi, bởi vì là ngày hôm nay là có Việt Nam nha anh em. Đó, thì bảng A ngày bảng A thì hiện tại là nó có là U23 Việt Nam này, Indo này, Myanmar này, Philippines và Timor-Leste. Ok, thì các trận đấu của bảng A thì sẽ diễn ra ở sân Việt Trì Phú Thọ nha anh em. Rồi, thì U23 thì đang bước vào một cái hành trình là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31 với một cái áp lực rất là lớn khi mà được sự kỳ vọng của người hâm mộ, cũng như là áp lực nội tại với vai trò mình chính là nhà đương kim vô địch. Ngoài ra thì cái kết quả thi đấu ở các vòng giao hữu trong quá trình chuẩn bị không mấy là ấn tượng nha anh em, cũng khiến đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo nhận rất là nhiều lời chỉ trích. Trong đó thì đáng lo ngại nhất là cái hiệu quả ghi bàn thì đang khá là thấp, và một cái lối chơi có thể nói là đang hơi thiếu một chút sáng tạo đến từ các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Trong danh sách 21 cầu thủ được ra sân ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang công bố thì nòng cốt U23 Việt Nam sẽ là lực lượng từng tham dự vòng loại vô địch U23 châu Á, giải vô địch U23 Đông Nam Á, và ba cầu thủ trên 23 tuổi, đó chính là như là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Vâng ạ. Đây dù là những cái lựa chọn tối ưu về mặt nhân sự ở thời điểm hiện tại, dù vậy mà năng lực trong cái thi đấu của U23 Việt Nam vẫn khiến giới quan sát là đang rất là băn khoăn. Ngay ở gần trận đấu ra sân thì U23 Việt Nam sẽ đụng độ với ứng viên là đáng gờm nhất trong cuộc đua giành vé bán kết ngày hôm nay trong cái SEA Games này anh em nhé, đó chính là U23 Indonesia. Và đây sẽ là một cái trận đấu có tính chất là rất là quan trọng, bởi vì cái kết quả của cuộc đọ sức này có thể tác động tới là trật tự này, thứ hạng này, chung cuộc của cả hai đội trong cái cuộc đua tại bảng A. Và ngày hôm nay thì mình sẽ để cho anh em theo dõi ở trên màn hình ở đây. Đó, vẫn là bảng soi kèo giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Ngày hôm nay thì với cái tình yêu dân tộc thì mình sẽ phân tích và nói U23 Việt Nam trước anh em ạ. Lá thăm may rủi thì đã đưa đội chủ nhà U23 Việt Nam rơi vào một cái bảng đấu tử thần khi mà đang đối diện với những cái đối thủ cũng khá là chật vật. Đó, nhưng mà xét về tương quan lực lượng thì U23 Việt Nam đang có những cầu thủ rất là tốt ở trong độ tuổi. Cùng với đó là mình cũng đã chia sẻ với anh em là có sự xuất hiện của Tiến Linh này, Hoàng Đức và Hùng Dũng, thì đây đều là những cái tên thuộc hàng xuất sắc ở từng vị trí của bóng đá Đông Nam Á. Và không chỉ vậy thì cái việc mà V-League thì đang được tạm nghỉ để mà cho một cái đội bóng áo đỏ hội quân và có cái thời gian tập luyện cũng là một ưu thế cực lớn so với các đối thủ tại giải đấu năm nay. U23 Việt Nam cũng như là những cái tên có khá là nhiều kinh nghiệm
bản lĩnh khi mà được trui rèn qua các cái giải đấu như là vòng loại U23 châu Á 2022 và giải U23 Đông Nam Á 2022 và Dubai Cup 2022 anh em nhé. Nhưng mà Hùng Dũng cùng các đồng đội thì chắc chắn vẫn đang sẽ chơi bằng tất cả cái khả năng của mình để mà giữ trọn vẹn 3 điểm trong cái buổi tối ngày hôm nay. Đó, để mà có thể là vượt qua vòng bảng với một cái cách và xanh chín nhất có thể nha anh em. Thế thì về phía bên kia chiến tuyến U23 Indonesia thì như nào ạ? Đó, U23 Indonesia hiện tại là đang đến SEA Games 31 với một tư cách là Á quân. Đội bóng xứ vạn đảo đang đặt mục tiêu phải giành huy chương vàng SEA Games 31 bằng mọi giá và tất nhiên cũng đã có được những cái hành động thiết thực để mà thể hiện những cái tham vọng của mình. Huấn luyện viên Shin Tae-jong thì đã đem đến Việt Nam dàn cầu thủ có chất lượng rất là cao và đấy cũng là dàn nhân sự mà được đánh giá là gọi là tốt nhất giải. Phần lớn trong danh sách 20 cái tên được chọn đều đã góp mặt ở đội tuyển quốc gia Indonesia để dự AFF Cup 2020 và giải đấu họ đã xuất sắc giành ngôi Á quân nha anh em. Trong cái thời gian gần đây ấy, thì Indonesia nổi lên nhờ cách đá phòng ngự phản công rất là khó chịu. Có thể nói thì huấn luyện viên Shin Tae-jong thì vẫn sẽ sử dụng một cái lối chơi này cho đội U23 tại SEA Games. Ngoài ra thì với những cầu thủ có cái thể hình khá là lý tưởng thì chắc chắn rằng thì họ sẽ tận dụng được rất là nhiều những cái tình huống tạt bóng vào vòng cấm. Và dù sẽ không có được cái sự phục vụ đến từ hậu vệ là Anawi theo như mình đang tổng hợp trong cái trận đấu chung kết với bảng A với U23 Việt Nam, nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì quá lớn so với huấn luyện viên là Shin Tae-jong, bởi trong tay ông thì vẫn đang còn rất nhiều cái tên rất là chất lượng để mà thay thế. Đó. Và thế thì những cái thông tin quan trọng để mà chúng ta có thể bắt được cái kèo ngày hôm nay thật sự là xanh chín thì lát nữa mình sẽ đem cho anh em nhé. Vậy thì ngày hôm nay thì mình sẽ điểm qua một chút cái mặt nhân sự ở trong cái buổi đầu giờ chiều ngày hôm nay đi. À quên là buổi tối ngày hôm nay đi anh em nhé. Thì chắc chắn thì huấn luyện viên Park Hang-seo thì sẽ tung ra một cái đội hình mạnh nhất với mong muốn là đánh bại U23 Indonesia để mà tạo trong một cái lợi thế cuộc đua tới đầu bảng nha anh em. Đấy. Vậy thì những cái thông tin mà mình đã đưa như thế thì nói luôn với tất cả anh em này, giải lớn mình tập trung là làm giải châu Âu này, châu Âu và các cái ví dụ như Bundesliga, Ligue 1 và gì đó. Ok chưa ạ? Thì ngày hôm nay bởi vì là tình yêu dân tộc thì mình muốn nhắn nhủ đến cho anh em luôn. Hiện tại là cái trang game của mình ấy chơi nhé là vẫn có đặt kèo giữa Indonesia và Việt Nam luôn. Ok không ạ? Và với một cái người con máu đỏ da vàng, được chưa ạ? Đấy thì mình sẽ phân tích và để cho anh em có được những cái kèo thật sự là ok nhất. Và ngày hôm nay thì mình đặt niềm tin rất là lớn đối cho đội tuyển Việt Nam của mình. Thế thì với cái mức chấp hiện tại ấy, trên cái sàn châu Á anh em nhé, thì Việt Nam đang chấp tới một trái. Rồi, và cái mức tài xỉu ngày hôm nay đó chính là tài xỉu là 2.5. Và ngày hôm nay thì đối với cái trận đấu này thì có tới hơn 9 mã kèo khác nhau nữa, kèo chấp, kèo tài xỉu này, kèo chẵn lẻ hiệp 1. Đấy, góc thì hôm nay là không có anh em nhé, không có nhé, và có cả tỷ số nữa. Rồi, tất cả ở đây là để cho tất cả anh em tham khảo. Và cái tỷ số hiện tại là đang ăn rất là lớn luôn anh em ạ. Gần như tất cả các cửa mà các cái sàn giao dịch đều đang nghiêng về đội tuyển Việt Nam của chúng ta phải không anh em? Đó. Vậy thì vì những cái bản tin đó và mình sẽ đăng đi khoảng 2 đến 3 mã kèo nha, xanh chín nhất để giúp cho anh em có thể có lúa vừa xem được một trận đấu hay. Và với cái sự chuẩn bị rất là tốt này, huấn luyện viên Park Hang-seo thì sẽ tung ra một cái đội hình có thể nói là mạnh nhất để mà có thể đánh bại được Indonesia. Bởi vì dù sao ấy, Indonesia họ đến trên đất nước chúng ta thì cũng là cương vị của là một Á quân. Anh em hiểu không ạ? Thì cho nên rằng là đây có thể nói là như một cái trận chung kết sớm đi, chung kết sớm ở vòng bảng. Chung kết sớm vòng bảng. Và với cái việc mà thi đấu ở trên sân là một cái đại diện của chủ nhà thì không thể là không ghi bàn, không thể là không nổ súng, không thể là không chiến thắng ngày hôm nay nha anh em. Đó. Vậy thì với cái hào hực khí thế như vậy thì Việt Nam chấp một trái thì hoàn toàn có thể. Mình sẽ điểm tin một số cái thông tin liên quan anh em này. Thì U23 Việt Nam đã thắng 4, hòa 1 trong 5 lần gần nhất gặp U23 Indonesia anh em nhé. Và U23 Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch SEA Games. Còn cái lý do gì nữa mà không tất tay Việt Nam nha anh em? Đó. Rồi, Việt Nam. Việt Nam anh em này.
Việt Nam chấp 1. Đánh được anh em á, chấp 1. Chấp 1 là như nào ạ? Ví dụ như trận đấu này có một cái kết quả hòa đi thì anh em hòa điểm, anh em bỏ 1.000 điểm thì họ sẽ trả về cho anh em 1.000 điểm nha anh em. Còn nếu như mà Việt Nam thắng với là 2-1 2-0 thì anh em đánh 1.000 điểm, anh em đánh 1.000 điểm thì anh em sẽ thu về 960 điểm nha anh em. Đó, và cái trận đấu này đối với một cái mức đối với cái mức là tài tài xỉu chỉ có 2.5 thôi, và mình đang hy vọng rất là lớn, mình đang hy vọng rất là lớn ngày hôm nay sẽ nổ một một cái mã tài 2.5 được nha anh em. Đó, một cái mã tài 2.5. Bởi vì sao lại như thế? Bởi vì đây là trận đấu mở màn, và đặc biệt là cái gọi là cái khát khao của Indo cũng rất là lớn, khát khao nữa. Cho nên là mình sẽ nghĩ rằng là cả hai đội sẽ là chơi đôi công pressing ngay từ đầu trận đấu, cho nên là xác suất nổ bàn thì sẽ rất là cao luôn nha anh em. Ok, vậy thì hôm nay mình sẽ lên những cái mã kèo thôi, và anh em hãy nhớ phân bổ vốn thật tốt đấy, hay hay là những người đồng hương bet thủ của mình chân chính nha anh em. Đó, một ngày thì mình sẽ không lên rất rất là nhiều mã kèo nha anh em. Tất nhiên thì cái chiến lược để mà anh em có lợi nhuận thì mình sẽ thay đổi trong thời gian tới để phù hợp hơn cho tất cả mọi người, và mình sẽ làm một cái bảng thống kê số liệu để anh em có thể thấy chiến soi kèo phân tích nó chuẩn đến mức độ nào anh em nhé. Ok nhá. Và nếu như mà anh em chưa biết là ngày hôm nay là đánh Việt Nam ở đâu này, thì hãy trực tiếp kéo xuống phần mô tả video này, hãy liên hệ với Chiến bằng Zalo, Telegram để Chiến có thể hướng dẫn và giúp đỡ tất cả anh em có một cái sân chơi uy tín, tỷ lệ ăn cao. Anh em bỏ 1.000 điểm ăn tới 960 60 đồng. Ok không ạ? Quá tuyệt vời đúng không? Đấy. Rồi. Vậy thì đến đây là cũng thời lượng video cũng là khá là dài. Chúc cho tất cả những anh em đang yêu quý Chiến, đồng hành với Chiến và theo dõi kênh của Chiến nhiều sức khỏe và thành công. Hãy nhớ kéo xuống và like, comment, đăng ký kênh nha anh em.